chào cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang nha. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ, mình phải bên gia đình. Thì hôm nay mình gặp một cái hoàn cảnh rất là khó khăn mọi người. Mình gặp hồi tối hôm qua rồi, thì mình có trò chuyện với một chút xíu. Thì hôm nay mình trở lại để giúp đỡ cho chú nha mọi người nha. Hôm nay mình có mua một cái bịch bánh với lại nước nè. Tí nữa mình sẽ mang vô trong đó để cho chú ăn sáng nha mọi người. Ở trong một cái nhà hoang. Thì mời tất cả mọi người đi theo với mình nha. Vô trong cái khu nhà hoang này nè. Chỗ đây nó có hai cái nhà mà nhà trọ người ta bỏ hoang. Thì hôm bữa mình đã gặp một cái chú kiểu như là đi vô gia cư á. À, tối mình gặp chú ở chỗ đây nè, bây giờ chú dọn ra mất tiêu rồi. Hôi quá, ở trong này quá hôi mọi người. Bên đây cũng có một cái căn phòng. Căn phòng đây có một cái anh ở trong cái phòng này nè. Nhưng mà buổi sáng sớm anh đi, chắc anh đi sớm rồi, chắc khoảng gần 5 giờ là anh đi rồi. Đi rất sớm, đi lang thang nhông nhông vậy. Không biết ha. Cái chú kia chú đi đâu. Ủa chú đi đâu chú? Giờ nên hôm giờ mũi cắn bé rồi nằm ngủ được, giờ uống đỡ nằm giờ ngủ. Uống bia hả? Mua bia vậy uống hả? Sao uống nước mà uống bia? Bia cho dễ ngủ hả? Buồn quá hả? Này con có mua bánh nè chú nè. Mua tặng cho chú bánh với lại nước nè. Đó có khẩu trang nè, chú lấy khẩu trang chú đeo vô đi chú. Đeo khẩu trang vô để công an họ đi họ thấy họ bắt đó nha. Cảm ơn nhiều. Chơi tối giờ không ngủ được à? Cầm nó mũi quá mũi. Mũi dữ lắm hả? Ồ mà quê chú ở đâu? Ở Phú Yên. Phú Yên hả? Rồi chú đi đâu đây? Đi vô Cà Ná, vô nghe ba căn cụ Cà Ná làm biển. À làm biển hả? Lúc mà chú đi ra đây chú có thấy cái chốt người ta chặn lại không? Cũng để ý nữa. Không để ý hả? À đúng rồi mọi người, khi mà mình đi mà từ ở trong cái cảng mình đi ra thì người ta không có chặn đâu, nhưng mà mình vô là người ta chặn. Rồi sao chú không về quê chú? Giờ vừa mà nó còn chủ nó đưa cả mấy trăm ngàn à. Giờ thiếu tiền vừa quê. Mấy trăm ngàn là bao nhiêu? Giờ quê bao nhiêu tiền? Giờ quê một lần đi có 200 ngàn à. Mà bữa nay xe không có, cái gặp mấy chiếc xe kia, mấy đứa nó gì ở. Nó đòi toàn 600-700 không tiền nó đâu. Nói anh còn có 300 ngàn mà qua đây xây sở đây tiền đâu đỡ nằm dành phỉ chút, mai chiều đón chị tải xin chị về biết có cho gì được không biết. Chú nằm đây mấy ngày rồi? Vô 5 ngày qua. Qua hả? Bây giờ chú còn nhiêu tiền? Còn đây cũng nhiều tiền móc dữ vậy. Còn 241 ngàn. Ủa mà về từ Phú Yên, từ chỗ Ninh Thuận mà về Phú Yên cũng gần mà. Nó vừa còn 300 cây số. Hồi tối con thấy chú ở trong cái nhà kia, chú chạy ở đây hả? Nằm nghỉ trong đó. Cho mát hả? Ờ. À chú ăn gì chưa? Qua đây ăn ba cái bánh người ta cho nè. Chú lấy bánh chú ăn đi. Đây con mua bánh nè, chú mở ra chú ăn đi để cho con vui. Con thấy chú rồi, cảm ơn. Thì chú mở ra chú ăn đi cho con vui nè. Rồi. Thì quê chú gốc ở chỗ nào? Phú Yên chỗ nào chú? Vừa thì nằm ngay ở chỗ Thuận Thảo, chứ mà cứ vợ về ra về đó còn 3 cây số nữa. 3 cây số nữa hả? Hiện giờ ở ngoài nhà Mỹ Bia Sài Gòn.
mà chú đi ra đi đón xe lần nào chưa? Ra đón đâu mà đâu đâu có xe nào đâu có xe khách đâu mà giờ xe con xe nhỏ coi như nó chở nó lấy cao tiền quá, còn xe tải nó không chở, buồn ý quá, buồn ý giờ nãy giờ buồn ý, thôi làm mua ít lon nước để uống nằm nghỉ. Không có tiền mà chú mua bia uống lấy tiền đâu về quê? Còn đây 200 mấy nè. 200 mấy sao giờ đủ? À, mấy giờ đâu đủ đỡ đi xin góp người nghĩ với trời chiều ơi. Hôm qua giờ chú có đi xin không? Có đi xin cũng xin bữa hôm qua đi xin coi như có mấy chục ngàn. Vậy là tối giờ chú nằm trong đó, rồi bây giờ nóng quá chạy ra đây nằm. Trong đó nóng mà mũi rùi quá, rùi mũi ở trong đó nó dơ quá trong đó. Sáng giờ chú ăn gì chưa? Sáng giờ ăn bánh ngọt. Ăn bánh ngọt hả? À, bánh mì sandwich nè. Đó, bánh mì con mua tặng cho chú á. Với lại có một cái anh ở trong cái nhà hôn nữa, anh đó, chú có thấy anh đó không? Nó nằm nó vô đi nó ấy, tôi thấy tôi sợ nó quá, sợ tôi nghĩ sợ nó quằn lại nó thành đó tóc dài. Tóc dài, đúng rồi, có anh trong đó tóc dài. Ở trong cái ngôi nhà đó là cái anh đó nữa rất là lâu rồi mọi người. Thì cứ buổi tối là anh về đó anh ngủ, mà buổi sáng anh đi lang thang ngoài đường á, thì chiều mình sẽ quay lại mình giúp đỡ cho anh nha. Bây giờ con nói chú nghe nè, bây giờ con giúp đỡ cho chú có số tiền rồi, chú đón xe cho chú về quê chú chịu không? Cảm đó là nói quá cảm ơn. À, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Nay 50 rồi. 50 hả? 50 nhìn còn trẻ quá ta. Mình đi biển vậy mà người ta không có đưa tiền cho mình về quê luôn. Có đưa chứ mà đưa gì làm anh không có rồi mượn ít đưa giờ mà ứng trước giờ cho vợ đâu, bữa sau giờ đâu có xin nó mấy trăm ngàn giờ xe. Vậy là họ bữa giờ là chú ở đây được xuống ghe khoảng được mấy ngày rồi? Đi 1 tháng mấy không? Đi 1 tháng mấy mà không có tiền. Tháng mấy cũng có tiền chứ, mà có mấy triệu bạc à. Mấy triệu bạc là tiền đâu? Tiền gửi về vợ đó, nó chuyển về cho nó gửi về cho vợ. À. Sao không chú không liên lạc với vợ kêu vợ gửi tiền vô là mình đi về? Tôi giờ nói bữa cái tôi đi giờ tôi bỏ cái điện thoại, tôi quên cái điện thoại, cũng cái điện thoại ba cái điện thoại giớm bỏ lại quên bên đó che nó, giờ đâu có biết cái đường nào đâu liên hệ. Không biết đường nào liên hệ luôn hả? Không, bây giờ đâu có điện thoại mà nhờ người ta lại khó khăn nữa, mình thấy nó ngại quá ngại. Giờ tôi giờ tôi nói thiệt, giờ tôi giờ ba xui đâu á. Ba xui hả? Rồi bây giờ cái ước muốn của chú sao? Thì ước muốn là mình khỏe mạnh rồi, là coi như giờ gặp vợ con với con cháu có hai đứa cháu ngoại rồi. Bây giờ chú ăn bánh mì đi, con sẽ giúp cho chú có xe để cho chú về quê. Chú ăn thì con mới giúp cho chú, còn chú không ăn con không giúp à. À, được mới nãy ăn bánh ngọt bữa hôm qua cái bánh ngọt mà ăn bánh mì đây nè, cho bánh ngọt mà bữa hôm qua có cái bì bánh đây không biết, bữa hôm qua gặp ông dưới kia ông cho cái bà dưới kia bà cho hai ổ bánh mì mà chắc nãy bà bì vừa quên đó sao. Chú ơi, à, đến mang cơm cho chú này mọi người. Để chú. Con mang chú tô cơm nè. Cơm á, cơm nhà con nấu á.
À, bữa nói chung là cảm ơn. Chú ăn cơm lần nào chưa? Bữa giờ ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm hả? Bây giờ chú ăn cơm đi. Rồi xong con dắt chú ra xe, xe ta chờ ra. Xe đâu? Xe ở ngoài đường chứ đâu. Giờ này 10 giờ trưa rồi. Chú không đi là không có chuyến xe nào nữa đâu đó. Chú ăn cơm đi, ăn cơm con mới cho đi. Tại vì cũng 2-3 bữa rồi chưa được ăn cơm. Bữa giờ toàn ăn bánh kia mọi người. Đó, bánh đó là cái bánh kiểu như là những cái bánh mà người ta cúng á. Là bánh đó là người ta cho đúng không chú? Nói chung là cơm thì có cá khô thôi. Chị con ăn cá khô mà. Chú đi biển ăn cá cũng ngán đúng không? Đó. Chú ăn đi. Cơm. Bưng lên chú, lấy cái tô ra, lấy cái tô ra. Lấy cái tô ra, chú xé cái bịch ra luôn. Xé bịch ra luôn chú. Ngon chú. Mấy ngày nay không có ăn cơm, toàn ăn mấy cái bánh làm bậy bạ. Nãy chú ăn bánh không? Ăn cái ăn bánh rồi. Bánh này để vô góc đó đi chú, để góc đây. Bánh mấy cái bánh đó đừng có ăn. Của cô chú Thành Đặng bên Mỹ cho. Ngon chú. Ngon, thấy chú nói vậy cho mày. Nãy giờ ngủ giấc hơn không? Ăn xong rồi lên xe luôn nha. Chú biết cá đó cá gì không? Cá hố. Cá hố. Dân đi biển mà nhìn nó đừng nói không biết cá đó cá gì luôn á. Cá đó ở nhà chàng đem vô đây rồi chú à. Nhà chú có mấy người con? Ba người. Ba người hả? Cái chàng má đó. À, ba người gái luôn. Chồng hết luôn. Vậy là bây giờ chú đang nằm ở đây mà không ai biết là chú đang ở đây hết. Mà cứ tưởng là chú đi biển đúng không? Chú còn con nhỏ gì không? Con bé mới vừa rồi tháng tư cứ cho mà. Này nó 22 tuổi. Mất cả chồng. Bữa giờ con đi mà con thấy người ta vác ba lô, người ta về quê nhiều quá mà không có xe về. Hồi nãy giờ chú có thấy cái anh mà vô trong cái nhà đó không? Không. Đó, đứt giỏng luôn rồi, đứt giỏng rồi. Xếp cái giỏng ra rồi. Cái giỏng mà lấy băng keo cột thì sao chắc được. Thôi khỏi đi chú à, ăn cơm xong đi luôn. Gỡ ra luôn, gỡ ra luôn, ăn xong đi luôn. Cái ba lô. Ở trên ghe mà người ta cũng cho mình móc võng nữa hả? Mà con nghe nói mấy người đi ghe có tiền ghê lắm á. Không, tùy theo, còn ghe nói bây giờ à, nó thôi chú để đó ăn cơm đi. À, đi luôn á chứ mất chi nữa.
tháo ra, mọi người tháo ra chuẩn bị đi. Mình sẽ ra vào đó để mình tìm những xe nào đó để đưa chú về với gia đình nha mọi người nha. Chú mà ở đây thì nói chung là không biết khi nào mới được đi về luôn, tại vì không có tiền. Mà xe bây giờ dịch bệnh á, người ta không có chở đâu. Với lại á, người ta chở là giá nó cao lắm, nó cao hơn bình thường gấp 3, gấp 4 lần luôn á. Bình thường là chú nói là chú đi có 200 ngàn thôi, mà bữa nay nó người ta đi tới 700, có khi cả triệu. Cái ngôi nhà nó nằm bên trong này nè mọi người, đó, cái nhà con đó. Sao lại? Bò không ăn được nữa hả? Giờ dịch bệnh rất là nhiều mọi người ạ, thì người ta đi về người ta không có tiền á, nhiều người người ta không có tiền, người ta đi bộ cả trăm cây số. Chú có dự tính là nếu như mình không có tiền mình đi bộ về không chú? Đâu có, nói thiệt là không có, nãy nói gì đi đi xin góp lại nhiều người về chứ còn sao đi bộ giờ tới mấy trăm cây số mà 300 cây số mà sao đi bộ được, quá xa đúng không? 300 cây mà từ Ninh Thuận ra Phú Yên 300 cây mà bằng cái đoạn đường vô Sài Gòn là gần hơn nửa đường đi Sài Gòn à? Không, từ đi vô Sài Gòn, từ đây vô Sài Gòn có 300 mấy, còn 400 cây thôi. 300 từ Phú Yên vô Sài Gòn là nó 500 mấy. Coi chừng chú đi chân không, nó đạp xuống cái mảnh sành gần đứt chân rồi. Giờ chú muốn về nhà lắm rồi đúng không? Nhớ nhớ vợ không? Nhớ chú hoài cùng vợ thì xác nhận cả, cũng nhớ vợ chứ làm sao mà vợ mình mà sao mình nhớ. Giờ nhớ cháu hoài hơn đúng không? Nhớ chú hoài. Nó ở cũng biết nó giờ vợ chồng nó ở Sài Gòn á, rồi nó gọi cái vợ chồng á mất mấy tháng rồi đĩa ra đầu cái nó vô nó làm đầu cái nó làm đầu cái bây giờ cái vợ chồng nuôi luôn tới giờ. Mỗi lần đi là nhớ nên con nhỏ nó liếng nó lành, nó khôn gớm, nó đẹp gái mà nó khôn gớm khôn. Nó nói cứ ông ngoại mỗi lần mà nói cũng không bao giờ giấu giếm luôn với em luôn. Nhiều lúc á có cái vợ nó mua canh chua, nấu canh chua hay là cái chiên rồi gì vậy kia là cái mua ông xì liệu vậy, cái nó chạy nó miết bà ngoại, nó nói bà ngoại ơi ông ngoại mua rượu này ông uống nhiều lúc thì cũng tình thiệt nói luôn, nhiều lúc cũng có ăn nhậu say vậy cái ối bắt đầu cái nó nói ông ngoại uống rượu say ối đầy nhà đầy cửa hết, mà con nhỏ nó liếm góp lắm. Vậy là nhớ cháu hơn là nhớ vợ. Cháu nhớ tự là cái con đó là nay nó 20 mấy gần 30 tuổi rồi. nó học trong Sài Gòn á, rồi gặp cái thằng đây nó dân ở Khánh Hòa, rồi vô học mới nuôi đỡ nó liên thông nó đi đại học vậy cái nó giọt cái có bầu che nó đầu cái vừa có chồng rồi cái tới giờ cái hai vợ chồng cái thằng kia cũng đại học 2 năm cái cũng nghỉ, giờ hai đứa đó
dẫn vô Sài Gòn, nó làm nay 4 năm, nó làm bây giờ trong đó nay năm thứ ba thứ tư rồi, là vô đó nó là nó, hai vợ chồng nó ở, nó giao con nhỏ gì à, gì à, vợ vợ chồng là anh lo giữ. À, vậy là bỏ con bé nhỏ lại để chú lo, hai chồng chú lo hết luôn. Thì nó gửi tiền hàng tháng, nó gửi tiền gì ở đó. Giờ nhớ cháu hả? còn một con cháu, con cháu là nó ở, nó mới còn một con nữa nó mới gì ở Hậu Giang, nó mới gì ở. Rồi chú uống nước gì ơi, uống nước gì xong đi luôn, đi ra đón xe luôn. Rồi. Giờ dịch rồi chú về là đừng có mà đi biển nữa nha. Khi nào đỡ dịch rồi đi. Chú lấy khẩu trang ra chú đeo vô. Lát chú lên xe mà chú không đeo khẩu trang là họ không có cho chú lên đâu á. Thì giờ dịch bệnh quá, chú làm gì chú cũng phải đeo khẩu trang hết. Về tới Phú Yên á là chú nhớ khai báo y tế nha chú. Giờ mình với lại chú ra đón xe nha mọi người. Từ từ chú ngồi xuống đây, chú ngồi xuống đây. Nói chung thì chú ngồi xuống con nói chuyện tí xíu. Chung này con cũng không có tiền gì mấy, nhưng mà con gửi chú vài trăm để chú đi đường. Rồi con gửi cho chú 200 để chú lên xe hay là chú đi đường, nó ghé chỗ nào đó là chú ăn nha. Còn cái tiền xe là con sẽ gửi cho cái người mà người ta chủ xe á, là người ta sẽ đưa chú về tới quê luôn. Đó, là chú cứ yên tâm nha. Là cái tiền đó là con gửi cho người ta rồi. Lát con sẽ gửi cho người ta, còn cái tiền này là con cho chú nè. Đó. Rồi cảm ơn nhiều. Bây giờ ra luôn, đi ra. Bây giờ mình sẽ đưa chú ra ngoài đường cái mọi người để tìm xe nha. Đi chú đi. Không biết có xe hay không thì mình sẽ ra đó đón nhà chú nha mọi người. Sẽ đợi. Rồi ngồi đây đi chú ơi. Đón đại mọi người à, nói chung là xe nào cũng mình có thể quẩy người ta. Tại vì bây giờ xe khách chạy nữa rồi, mình chỉ đón những chiếc xe tải hoặc là những chiếc xe mà nó còn dư chỗ thôi, cắm chỗ xe du lịch nha, xe 4 chỗ rồi này kia. Nãy giờ ngồi đón xe mà không có xe mọi người ạ, xe giờ qua lại ít quá. Mệt lắm hả chú? Hai ba ngày không có ăn nhiều mọi người, toàn ăn bánh không à, nên là hơi mệt. Xin chào cô chú anh chị, thì hồi nãy giờ là mình đã ngồi đây 3 tiếng mấy, gần 4 tiếng đồng hồ rồi mọi người ạ. Mình đón xe cho chú trong á, là chú đã mệt rồi. Nói chung là chú mấy ngày không có ăn cơm á mọi người ạ, thì đã rất là mệt. Nên là mình ngồi đây mình đón xe, nếu như mà có xe á thì mình kêu chú ra là đi luôn. Đó, mình không biết là chú kiểu như là mình không có ăn nên là trong cơ thể của mình á, nó bị mất sức á, nên rất là mệt. Thì mình cho chú nằm trong đó nha. Có thể chú là bệnh rồi đó, thì tí nữa mình sẽ mua thuốc cho chú luôn. Mình ngồi mình đón xe mãi mà không có xe mọi người ạ. Xe bây giờ nó không còn nữa rồi. Quê mình đã cấm những chiếc xe khách chạy rồi, cả nước luôn chứ không phải là riêng quê mình. Không còn chiếc xe khách nào nữa hết á. Mình đang ngồi ở ngoài đường nè. Đây mọi người xem nè, toàn là xe máy chạy không à.
xe máy mà những chiếc xe tải chạy, nhưng mà những chiếc xe đó là nó ở trong tỉnh, ở trong tỉnh Ninh Thuận mình chứ không phải là những cái tỉnh khác mà chạy ngang qua đâu. Mình đã ngồi rất là lâu nhưng mà vẫn không có xe. Bây giờ mình đi vô trong đó mình coi chú ông trong đó như thế nào nha. Qua chú dọn đi rồi mọi người ạ. Chắc ra cái bóng cây cái nằm rồi. Dọn đi sạch hết rồi. Ở trong cái nhà đây á, là chú ở rất là hôi mọi người. Nói chung là rất là hôi, có lẽ là 3-4 bữa chú không có tắm rồi. Bên cái khu đây là của cái anh đó anh đi rồi. Thì chiều anh về thì mình sẽ trở lại để giúp đỡ cho anh nha. À, chú đang nằm ở ngoài kia. Cháu ngủ chú. Không, em vừa nghĩ giờ anh cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà giờ chị còn có chắc chiều trong đó chị rè rồi. Là sao? Thôi em vừa nghĩ đi. Vừa nghĩ hả? Nãy ngồi xe mà không có chiếc xe nào hết trơn á. Đâu có, đây không có. À, chú đói bụng không? Thôi được, còn ấy hộp cơm thì đỡ ăn nhậu thôi được rồi. Có cái mấy bánh này để ăn được rồi. Giờ chú có bệnh gì trong người không? Hả? Chú có bệnh gì trong người không? Đâu, hầu giờ đâu có bệnh đâu vậy đâu. À, chứ sao nãy chú nói mệt mệt gì vậy? Tự nó mệt mà nó hơi đầu mệt thì vô đi nằm ngồi đó nắng thâu đâu hầu giờ đâu có bệnh gì đâu. À, con nãy giờ con đón xe chú quá trời ngồi ở đó mấy tiếng hồ. Vậy không có xe á. Vậy quá cảm ơn mà. Bây giờ chú ngủ đi, chú nghỉ ngơi đi. Rồi có gì chiều á con quay lại con mang cơm cho chú ăn. Rồi con thăm chú, con sẽ tìm cách để kiếm xe cho chú về. Cảm ơn nhiều. Thiệt hầu giờ nói thiệt là lần đầu một người em nữa, người thứ hai chứ thiệt anh quá cảm ơn hồi đợt anh lên Đắk Lắk. Hầu ở trên trên đó anh nhờ người nhưng mà em nói thiệt em nhỏ mà em làm cái công chuyện đây là anh quá đạo đức, quá biết cảm ơn rồi. Dạ không có gì đâu, nói chung là chú ngủ đi. Rồi ngủ đi, có gì chiều con quay lại nha. Rồi giờ mình đi về nha mọi người nha, có gì chiều mình sẽ trở lại lấy cơm cho chú ăn. Với lại bây giờ mình cũng bó tay mọi người ạ. Xe thì không có, ngoài đường không có chiếc xe nào hết á. Xe người ta cấm chạy hết rồi. Thì video tiếp theo thì mình sẽ giúp đỡ và cố gắng tìm cách để đưa chú về với gia đình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành thời gian báo xem video của mình nha. Mọi người đừng quên giúp mình một like và đăng ký kênh, chia sẻ video đến tất cả mọi người biết nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những tập video tiếp theo.